Sau một lần đến hộp thi cuối cùng mình cũng có thời gian ghé lại quán. Nhờ cái đó cũng chẳng 70 Bao Lương Khánh Thiện, Hải Phòng. Mình rất thích không gian bên ngoài của quán, nhẹ nhàng, đơn giản nhìn rất Hàn Quốc. Nơi menu của quán chú trọng vào trà và khá thành cơ bản nên cũng rất dễ gọi món. Đối tượng khách hàng của quán có lẽ là chú trọng vào các bạn trẻ hoặc các bạn thích đồ uống mới lạ. Nơi menu dòng cà phê truyền thống chỉ có bạn SCU. Nước ép chỉ có hai loại truyền thống, dứa cà rốt và cam cà rốt. Mình yêu cà phê và trà sữa nên mình sẽ không đánh giá về chất lượng của hai loại này. Vốn là không thích rồi nên không thể khách quan được. Hôm nay mình đã chọn hai đồ uống mà mình coi là an toàn nhất và dễ nhất để trải nghiệm. Nước dừa đậu bức nha đam và trà dâu con đào. Về không gian quán thì mình không đánh giá cao khu vực điều hòa. Thiết nghĩ quán nên đổi lại màu sắc đèn lăng đồng lạnh thay vì tượng ấm vàng như này. Với thông đèn này khó để có ánh tự nhiên đẹp mà cần rất nhiều ý tứ quý áp. Vì hôm nay thời tiết thật dễ chịu, mình đã chọn ngồi ngoài. Quán chưa chú trọng vào bánh nên chỉ có mỗi bánh sừng bò. Vì thế mình đã không gọi bánh. Không biết có phải mình vai clip khiến các bạn hơi cố nên quên cho đường cốc trà dâu cam đào hay không. Sau khi được mình gợi ý thêm đường thì đồ uống đã ngon hẳn đó. Trà dâu cam đào của The Tavern rất đáng được khen vì vị chua ngọt vừa đủ, khi cảm nhận được cỏ dâu tây tươi, tép của cam, cho lên của cốc và cộng thêm đầy đòn thì với giá 42.000 là chấp nhận được. Nước dừa đậu bếp pha chế rất đơn giản dễ uống nên mình sẽ có lời khen hình thức. Mình chấm 8 trên 10 điểm, trừ 1 điểm chỉ giá hơi cao 42.000 và trừ 1 điểm vì không phải nước dừa tươi. Cái này mình không thách gì quán đâu, mình thấy cần nhận xét trên thắng điểm vậy thôi. Quán gần cổng ga cũng dễ tìm nhưng chỗ để xe hơi nhỏ, thời tiết vào thu ngồi ngoài sẽ dễ chịu hơn.